Rồi em xin chào em chào các bác nhé. Tiếp tục clip tối hôm nay thì em sẽ trước tiên là test con đầu CD Luckman D38U được gửi cho bác khách ở Đắk Lắk và bộ rebound C245 và con bao A60 class A của Aquafay, ghép cùng với nó là cặp tai noi Canterbury 12. Thì tạm thời những cái dây mà cao cấp thì cũng đang tạm hết anh em nha, cho nên em sẽ test bằng những cái dây phải gọi là rất là rẻ tiền, không có làm vấn đề gì cả. Rồi về dây em sẽ tạm thời bỏ qua. Nói về con CD đèn Luckman thì em sẽ biết là xuất âm bằng bóng đèn, cho nên chất âm rất là ngọt ngào. Và một cái đặc biệt là những con CD mà khi mà chúng ta muốn thay đổi cái chất âm của một cái thiết bị với đèn thì nó rất là dễ dàng, tại vì chúng ta có thể thay cái bóng đèn, nó sẽ mang lại một cái chất âm khác nhau. Ví dụ thay Mula nó sẽ ngọt ngào, ấm áp, truyền cảm. Còn nếu chúng ta thay Telephone Sen hay là Siemens thì nó sẽ cho tiếng tách bạch, sáng tiếng. Đấy, nó gần như vậy đó anh em. Và anh em có thể thay kết hợp. Rồi. Thì đây là cái khiển nha, em mới gắn pin sẵn luôn cho bác khách này. Đó. Rồi, về con máy thì em sẽ quay lại sơ bộ cho anh em thấy của bộ ba sản phẩm, thì còn lại bộ đôi bên dưới là 200 triệu anh em nhé. Gồm một con bao A60 và một cái rề C245. Rất đẹp. Con rề thì các nút chụp phía sau nó còn đầy đủ hết, khiển riêng viên nguồn catalog. Anh em nhé. Đây con bao A60 khá là đẹp. Thì với cái A60 thì anh em có thể chọn hai chế độ đèn. Một là đèn nhảy theo kỹ thuật số, hai là chúng ta hay gạt qua BA3 đấy, nó sẽ tia. Đây anh em nha. Đó. Rồi, con bao này lắp A cho nên công suất tiêu thụ nó khá là cao, và con lắp A nó cũng cao, đó là tới 60W. Anh em nha, 60W cho lắp A. 60W cho lắp A thì anh em có thể tưởng tượng đối với AB thì nó bằng với con khoảng 300 đến 350W cho một con AB. Nó mạnh đến như vậy anh em nha. Đó. Tại vì chúng ta cứ đem nhân 5 đến 6 lần thì nó sẽ ra con AB. Đây là con CD đèn, em để nguyên viên nguồn và catalog ha, chỉ gắn pin cho remote để test cho bác khách thôi. Đây là bộ sản phẩm bộ đôi khá là ok. 200 triệu ha. Tặng kèm cho anh em là một cặp dây ba lăng của Vanderhui Magnum, Vanderhui 3T. Dây này là dây hôm nay em về nhưng mà em quên giới thiệu lên em. Hôm nay anh em hỏi em mà một mớ dây này. Đây anh em nha. Thì cái dây này là dây của Vanderhui, dây 3T, dây vàng. Thì cái dây họp của nó là đối với dây ba lăng hiện tại em đang bán là 1.900.000 ha. 1.900.000. Dây là dây xịn hãng, lên đầu rắc tại Việt Nam, nhưng mà là dây xịn công ty, cam kết dây xịn nha. Dây đẹp bán rất là nhiều rồi, một quý thì nó có một lần thôi. 1.900.000 rồi. Đối với AV thì nó là 1.700.000 năm nhé. AV là 1.700.000. Đó. Thì em đang sử dụng dây đó. Anh em là mua bộ đôi này em sẽ tặng cặp ba lăng này để anh em kết nối nha. Và hiện tại em vẫn đang gắn cái dây ba lăng kết nối như này, và cái dây AV từ đầu đĩa xuống cũng vậy. Đó. Rồi, và em sẽ mời anh em nghe thử một bản của Xuân Hảo nha. Lâu lắm rồi chúng ta không nghe cái lời cái đĩa này nha.
trọn đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tìm bơ vơ. Cho anh xin một đêm trăng trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Rồi thì anh em có cảm nhận rằng cái tiếng chi tiết của cặp canter nó rất là ok, rất là mình phải gọi là tiếng nó rất là sang. Tại vì nhiều anh em nói là cái tiếng con này nó đục, nó hơi đục. Em thấy em đang ghép cặp dây loa có 950.000 thôi. Còn anh em muốn sáng mà nó bán theo kiểu như gương vỡ ấy, len can vô đó, anh em sẽ ghép cho anh em một cặp dây loa nọc đót thôi. Tiếng nó sáng cực kỳ. Về bát của cặp canter 12 này, về bát anh em Nguyễn Bàn đi, nó đầy và nó sâu cực kỳ đi ha. Đấy. Rồi và em xin báo giá lại một lần nữa để trước khi kết thúc clip anh em sẽ chọn cho mình những sản phẩm yêu thích nhất anh em nha. Cặp loa canter 12 siêu đẹp, có mức giá là 155 triệu, bộ rìa bao Acuphase C245 và bao A60 mức giá là 200 triệu. Đấy. Anh em nào yêu sản phẩm nào thì alo em ngay nha, và giá là bao ship nó chỉ khoảng đủ cho em. Ship cọt anh em cộng trước giúp em 20% và em không bao ship cho ship cọt anh em nha. Dạ xin cảm ơn rất nhiều.